Thế thì nếu chi cho 50% thu nhập, chúng ta bắt đầu tính nhá. Nào, bắt đầu này. Năm số 1 này, năm thứ nhất. Năm thứ nhất là chi, người này có thu nhập là 200 triệu. 200 triệu đi. Được chưa? Thế thì năm thứ nhất người này là chi này. Chi 50% vào phát triển bản thân. Nó bằng bao nhiêu? 100 triệu. 100 triệu. Đây, vào phát triển bản thân. Đấy nhá. Một con số đẹp nhất là 150 triệu để nó vừa khít với những gì mà cái khóa học nó đang xảy ra. Thôi 100 triệu tạm thời như vậy đi, nếu vẫn có cách hết của 100 triệu. Rồi. Thế thì đầu tư vào phát triển bản thân thì họ phải đầu tư vào cái gì? Đầu tư ngay vào ba cái khóa học. Khóa thứ nhất là NLP Break. Khóa thứ hai là NLP Master. Và khóa thứ ba là xây dựng thương hiệu. Ba khóa này đầu tiên. Ba khóa này này. Để làm gì? Xây dựng thương hiệu thì nó bao gồm là bạn xây dựng hình ảnh của mình, bạn truyền thông cái giá trị của mình trên tất cả các kênh trên mạng xã hội. Nhưng quan trọng là bạn xuất hiện trên đấy bạn nói gì. Sau đó người ta comment đến, người ta gặp bạn thì bạn có giải quyết được vấn đề không? Thế thì bạn phải chuẩn bị cái bên trong trước khi bạn công bố mọi thứ đấy ra bên ngoài. Thì hai đứa nó mới tương thích với nhau. Được chưa? Thế thì bạn thân mến, bạn chỉ thấy riêng chương trình NLP Break thôi, bạn đã hiểu thấu mình, hiểu thấu mọi người. Bạn đã sở hữu được độ khoảng 11 cái kỹ thuật coaching cơ bản nhất, căn bản nhất của con người rồi. Cáu giận, trị liệu mâu thuẫn nghiêm trọng cho hạnh phúc gia đình, tháo bỏ toàn bộ những trải nghiệm cảm xúc tiêu cực trong mình. Đúng không nào? Đấy rồi, gì? Coaching trị liệu như vậy, xóa bỏ, nói chung là xóa bỏ 5 đam mê tiêu cực, hành vi thói quen tiêu cực, switch nhá. Rồi thay đổi tiểu mô thức, trồng neo, bẻ neo, tháo gỡ neo. Chiều nay chúng ta học đến gì? Hợp nhất các phần nữa. Rồi bạn lại học các kỹ thuật thiết lập mục tiêu khả thi. Mà khi thiết lập xong ngay cũng bảo 100%, 100%. Ok. Đấy. Thì ngay chương trình NLP Break bạn đã hiểu hết thứ này rồi. Thế là bạn học xây dựng thương hiệu rồi. Thì bạn cứ thế mà nhả từng chút một ra. Nhả từng chút một ra. Rồi. Sau đó thì bạn học nhanh cái master này nữa. Khóa học giá trị gấp 10 lần cái khóa này nữa. Thì bạn lại tiếp tục nhả tiếp ra. Nhả tiếp ra, nhả tiếp, nhả tiếp ra. Và cái cấp độ này thì nó cấp độ của doanh nghiệp, của cộng đồng rồi. Thì cái thứ nhà của bạn ra thì nó cao thủ hơn nhiều. Và ở chương trình này 30 kỹ thuật coaching ở trên này nữa lắp vào. Thế là bạn bắt đầu từ nhớ. Rồi, xong cấp độ 1. Vậy thì bạn thân mến, nào, một người thu nhập 200 triệu mà dành 100 triệu bắt đầu đầu tư vào món cái thứ này, thì bạn thấy là thu nhập của họ có lên gấp đôi được không? Có được không? Tức là những người làm bất cứ gì, một tháng họ đăng một hợp đồng thì liệu có lên được, vì học được tất cả những thứ này lên được 2 hợp đồng không? Nó quá thừa luôn, đúng không nào? Học cả master nó lên tối thiểu là 3 đến 4 hợp đồng luôn. Bạn cứ dùng những cái, nếu bạn là người tư vấn bảo hiểm nhân thọ đi cả, bạn dùng những cái thứ này đi, bạn cứ đi giúp mọi người miệt mài coaching cho họ mà xem. Mỗi tháng tối thiểu là 4 hợp đồng ngay lập tức. 4 hợp đồng. Và khi bạn càng giỏi nhiều hơn thì số lượng hợp đồng nó càng nhiều. Được chưa nào? Số lượng càng nhiều. Đi vào chi tiết cái thứ này là còn nhiều thứ nó mở ra khủng khiếp ngay từ năm thứ nhất này luôn này. 365 ngày mà bạn tập trung, mà có mentor, có coach dẫn đường ấy, bạn đã tạo những thành tựu vượt bậc ở trong cái này luôn. Gấp 5 lần là chuyện bình thường ngay lập tức này. Đấy nhá. Đấy. Thế thì chúng ta coi rằng là bạn này đã thu nhập được 200 triệu năm đầu tiên này. Thế đây, bây giờ sang năm thứ hai. Năm thứ hai của bạn ấy, bạn đã thu nhập lên được 400 triệu rồi. Đúng không nào? Năm đầu tiên thu 200 mà. Cộng với đây này, khi có cái kiến thức này rồi bạn lên gấp đôi thì năm thứ hai bạn thu nhập 400 triệu. Và thu nhập 400 triệu xong thì bạn ấy bắt đầu dành, bạn ấy dành lùi phát triển bản thân về 40%. 40% thì nó bằng là 160 triệu. 44 16 mà 160 triệu. 160 triệu này bạn ấy yêu môn nào, yêu lĩnh vực nào, yêu ngành nào thì dành cả toàn bộ số này cúng cho ông thầy đó, cúng cho môn đấy luôn. Hợp đồng với thầy luôn. Thầy, em muốn trở thành truyền nhân của thầy. Thầy có cái gì thầy có được truyền hết, em sẽ đi theo thầy làm đệ tử của thầy và em sẽ cúng cái phần phí này cho thầy. Em sẽ làm hết cho thầy, em chỉ cần thầy em nuôi ăn và em đủ sống thôi.
Ví dụ như là Phạm Thành Long bây giờ đang là chuyên gia marketing như vậy là em cứ đi theo thầy và em cúng cho em trở thành phiên bản của thầy. Thầy cho em phụng sự thầy và thầy dạy em tất cả những gì mà thầy đã có, chẳng hạn như vậy. Hay là gì, Ngô Minh Tuấn hay gì gì, tất cả những người như vậy. Trở thành như vậy. Không nữa thì gì? Bạn bắt đầu dành số tiền này học hết tất cả những người làm marketing giỏi nhất thị trường Việt Nam. Xem học phí nó là bao nhiêu. Số này là quá thừa với việc marketing. Được chưa nào? Đấy nhá. Học làm phễu ra sao, học làm gì sao, chạy ad ra sao, chạy group ra chạy gì ra sao, bạn đã ra tiền khủng luôn rồi nhá. Khi bạn nào, bởi vì sao? Bởi vì bạn có những cái cấp độ này gì, xây dựng thương hiệu thì bạn đã học về nền tảng của marketing này chẳng hạn rồi. Sau đó lại bạn có practice, có master rồi, xong bây giờ bạn lại học của những bậc thầy như này nữa rồi. Bạn đã bắt đầu chạy Google, chạy ad, bạn bắt đầu nhận những đơn hợp đồng nó cực kỳ khủng rồi. Được chưa nào? Bạn đã chạy cho mọi người và bắt đầu kiếm tiền từ đây rồi. Và khi bạn dành cái phần này thì bạn đã bắt đầu 160 triệu để làm marketing. Ví dụ bạn học Hoàng Bá Tàu bao nhiêu, bạn học Nguyễn Tất Kiểm bao nhiêu, bạn học Phạm Thành Long bao nhiêu, cứ khóa 30 đã, tạm thời đi thế đã. 3-4 thầy như vậy đã đi. 160 triệu bạn học chọn 4 thầy. Bởi vì mỗi một thầy bạn học thì nó sẽ có những cái thứ, vài cái thứ bí mật khác nhau, chìa khóa khác nhau, thì bạn lại du nhập thì bạn sẽ biết cách. Rồi sau đó bạn sẽ nhận hợp đồng các đối tác của các chủ doanh nghiệp khác nhau nữa, thì bạn kiếm tiền thoải mái luôn. Thì con số nó không phải là nhân đôi nữa mà nó nhân nhiều lắm ấy. Nhân rất nhiều luôn, không thể tả được luôn. Được chưa? Thế thì thôi cứ nhân đấy, để bạn học gì? Bạn học cái nghề của bạn ấy, học nghề bạn yêu ấy, nghề bạn đam mê ấy. Đấy, cứ ngọc cái nghề mà bạn đam mê. Được chưa? Tập trung hết sức năm thứ hai vào việc đấy. Đấy, và dùng cái này để làm, dùng cái này để kết nối, để giúp đỡ, để đủ thứ để bạn kết nối tạo ra hợp đồng của năm này. Rồi, xong. Năm thứ ba, rồi, bạn lại thu nhập được gấp đôi năm thứ ba. Gấp đôi là 800 triệu. 800 triệu. Và 800 triệu thì bạn thu nhập, bạn dành lại 30%. 30% là 240 triệu vào phát triển bản thân. Bạn dùng 240 triệu. 240 triệu này bạn bắt đầu học các kiến thức nó rộng hơn, bởi vì bạn đã trở thành bậc thầy của cái này rồi. Rồi, bạn bắt đầu học tiếp này. Nếu bạn yêu marketing thì bạn bắt đầu dành một phần của số tiền này, nửa số này đi chẳng hạn, để bạn bắt đầu học bậc thầy thế giới về marketing. Bạn bắt đầu gì? Vượt cả những ông thầy ở Việt Nam luôn. Nhớ, vượt cả những ông thầy ở Việt Nam, đúng không? Rồi. Thế sau đó bạn dành số tiền còn lại, bạn bắt đầu học cái cách gì? MMI, tư duy triệu phú. Bạn học John Maxwell về 5 cấp độ lãnh đạo. Đấy, để bạn bắt đầu chuẩn bị. Được chưa? Đấy, thế là bạn biết marketing, xong bạn lại đi vào doanh nghiệp, bạn lại học thêm được cái tư duy này nữa. Thế là bạn trộn với nhau 3 cái thứ này, 3 năm. Kiến thức bạn lúc này đã bắt đầu khủng chưa? Bạn đã bắt đầu hoàn toàn đi cốt được doanh nghiệp chưa? Cốt quá đi rồi. Bạn học gì nữa? Mấy hôm này thì bây giờ nó cũng rẻ thôi, không nên là bạn học tiếp là gì? Jay Abraham. Jay đấy. Chuyên gia tăng trưởng doanh nghiệp 9 lần, cũng là chuyên gia marketing, để bạn học tất cả. Hả? Ừ. À, Blessinger. Blessinger bây giờ cũng học rẻ thôi mà. Ừ. Bây giờ có cô Nguyễn Thị Hải kết nối để học khóa tất cả của các thầy, các thứ có tầm cũng không biết chắc nữa. Được. Ok. Rồi. Ừ. Dạ. Yeah. Học thì học, nhưng quan trọng là cái sức hấp thụ của bạn. Đúng rồi. Phải học cái nền tảng của mình. Tôi đã chứng kiến những học viên học Seldoc về xong hỏi thế nó thế nào, chả biết gì luôn. Không biết gì luôn. Nhiều người học Phạm Thành Long 360 triệu mà còn về biết gì. Dạ. Cái sức hấp thụ, quan trọng là sức hấp thụ của bạn. Đấy chưa? Bạn chỉ có 134 bit thôi, nhưng mà bạn đang học trình độ lớp 5 mà lại vươn một nhát lên đại học để học, thế thì thôi. Chỉ có 2 tháng sau là bị đuổi cổ về thôi. Được chưa? Đây, năm thứ ba xong. Nào, năm thứ tư bạn đã thu nhập lên là 1,6 tỷ rồi. Và bạn rút về 20%. 20% của 1,6 tỷ, 20%. 20 26 12 320 triệu. Đây. 320 triệu này bạn học và tiếp tục đi, những lớp gì chưa học nó cấp cao nhất thì bạn học đi. Kể cả phải ra nước ngoài bạn cũng học nốt đi 320 triệu này. Trong khi bạn vẫn thu nhập tăng lên đến 1 tỷ 3 này. Được chưa? Bạn sống cuộc đời viên mãn chưa? Đấy, học những thứ cao cấp về ví dụ như là gì? Năng lượng này, tâm linh này.
năng lượng này, tâm linh này, hay là MOC này, cơ chế vốn này. Cơ chế vốn của tôi hết 159 triệu thôi mà, 160 triệu thôi mà, thì nó vẫn còn một nửa số này thôi mà. Còn thôi ra. Thế còn những lớp tâm linh đấy, Suzan ở đây cũng chỉ có 1.000 mấy thôi mà. Thoải mái học những này để mình hiểu thêm về cái sâu sắc cái cơ thể con người này nó là cái gì, cái tâm trí này nó là cái gì, để ta hiểu. Thấy chưa? Thế thì sau 4 năm này thì bạn đã khủng khiếp, cái não của bạn đã là não khủng khiếp rồi. Em đi đúng lộ trình ngày luôn này. Đúng rồi. Năm thứ 2. Dạ. Được chưa nào? Thế tôi tự. Dạ. Thế thì bắt đầu đến năm thứ 5. Năm thứ 5 của bạn là bạn bắt đầu là bao nhiêu? 3,2 tỷ thì bạn rút về 10%. Là 320 triệu thì bạn học. Cái gì bạn chưa học bạn học luôn. Sau đó từ năm thứ 6 là mỗi năm bạn dành đúng 5% thu nhập để học, học hết mọi thứ. Cứ đúng 5% để học. Thầy ơi, cái này 1 tháng hay 1 năm đấy ạ? Một năm. Một năm chị ạ? Một năm. Một năm. Hết được. Nói nó là những khóa học thôi. Thế nhưng mỗi khóa nó chỉ có 4 ngày, rồi 3 ngày, rồi 6 ngày, rồi 8 ngày. Chứ nó đâu có nhiều. Trong khi một năm mình có 365 ngày cơ mà. Trong khi mỗi khóa nó chỉ đáng bao nhiêu? Đây, bạn học này. Và bạn thân mến. Nào. Khi mà bạn có tất cả cái kiến thức này bên trong rồi, bạn đã bắt đầu trở thành một coach, một trainer một cách tự nhiên, đương nhiên rồi. Đây này, à lên đến năm thứ 5 này cái gì? Cho bạn có thể học này, trainer. Nếu đây bạn là người trẻ mà, giai đoạn 1 mà. Tôi bởi vì trải nghiệm như vậy và tôi lắp cái kiến thức vào cái là NLP là xong ngay, là xong ngay. Nhưng những người trẻ chưa nhiều kiến thức, chưa nhiều trải nghiệm thì cần phải qua cái thời điểm như này. Jack Ma còn cho phép đến năm trước 30 tuổi bạn cứ thất bại thoải mái đi mà. Thì bây giờ đến năm từ 25 đến 40 thì từ năm 25 đến thoải mái. Bạn có 15 năm để ừ. Quen. Được chưa? Yeah. Em bắt đầu vào con số 25 hơi bị muộn gì. Yeah. 25 tuổi. Được chưa? Nào, bạn thân mến. Và hiện nay là gì? Bắt đầu 25 tuổi là thì bé này lên. Đúng rồi. Trong vòng 1 2 3 4. Được rồi. Bây giờ bắt đầu lại từ đầu. Đấy. Ai chưa thành công? Tôi đến 46 tuổi vẫn phải quay lại như này hết, không khác được. Không thể nào nhảy cóc, không thể nào làm gì được cả. Bởi vì thứ này nó là quy chuẩn rồi. Rồi. Các bạn thân mến, vậy thì sau 5 năm bạn tích lũy tất cả cái thứ này, bạn là một coach cứng rồi. Một coach cứng, coach business cứng, coach life coach cũng cứng rồi. Bạn học cả tâm linh cái thứ hết rồi mà. Tất cả những người xuất chúng nhất bạn cũng học hết rồi. Thì bạn thân mến, chu kỳ hiện nay cứ gì 7 năm đến 10 năm suy thoái kinh tế một lần và doanh nghiệp lại chết như ngả dại. Vậy thì việc của bạn là cứ để cho người ta đi xây nhà máy xí nghiệp đi, xây chuỗi đi. Sau đấy khi người ta thất bại be bét thì bạn bắt đầu vào và 30% cổ phần thì tôi sẽ giúp bạn vực lại. Đấy chưa? Nào. Tức là khi bạn đã có này, nhìn nghe kỹ này. Bạn học những thứ này ấy, bạn học càng học phí càng cao bao nhiêu ấy thì cái chất lượng mối quan hệ nó càng cao bấy nhiêu. Bạn càng học lên cái này thì bạn học càng toàn anh lớn của quốc gia thôi. Và người ta lại nhìn thấy bạn trẻ như này, người ta rất là ngưỡng mộ, người ta rất thích bạn. Trong khi đó bạn lại có biết NLP, nhiều người thì chưa biết NLP, nhiều ông lớn chưa biết NLP. Bạn lại có NLP, bạn đến giúp các anh ấy xử lý vấn đề. Thế thì người ta càng quý hơn. Và khi quý đến mức độ rồi bạn lại biết kỹ thuật kết nối nữa. Bạn lại giúp các anh ấy làm cái gì xong nữa anh quý lắm rồi. Thì suy thoái kinh tế cứ mỗi 7 năm nó xảy ra một lần thì bao nhiêu doanh nghiệp trẻ nó chết như ngả dạ. Thì bạn bắt đầu có, vì bạn có năng lực hiểu biết rằng bạn sẽ vào doanh nghiệp này xem doanh nghiệp nào nó có cửa sống thì bạn mới chấm nó. Còn doanh nghiệp nào nó chết thì thôi, bạn bỏ qua cho nó chết hẳn. Doanh nghiệp nào nó có thị trường, có máy móc, có công nhân nhưng bây giờ nó quá tải bị nợ kinh quá thì bạn sẽ bảo anh ơi có deal này hay, có thương vụ này hay, anh có thể đảo cho nó một ok ngon lành không? Chỉ cần nó có vốn nó xoay chuyển cái là nó lại chạy ok ngon lành anh. Và ok được cái gì đâu. Thế lại tập hợp mấy anh lớn vào với nhau, thế là xong cái điều này. Thế thì bạn sẽ đến tuyên bố nó là cứ 30% hay 40% cổ phần là xong. Đặc biệt với những doanh nghiệp là gì? Bạn để im thì bạn cũng chết, mất sạch, niêm phong sạch. Nhưng nếu bạn gì? Cho tôi 40% hay 49%, bạn 51 đi, bạn vẫn là 51 đi. Nhưng mà làm việc với nhau là bạn ngồi chơi, sơi nước. Và các tăng trưởng mỗi năm nó là cần này. Sau 5 năm bạn đã vực lại doanh nghiệp đúng 200 tỷ của bạn, 23 tỷ của bạn. Còn cứ để kệ tôi. Và tôi thì trình bày phương án thế này, nếu bạn thấy thì chúng ta ok, ra công chứng làm bốp cái 49%. Thế mà ok, thế là đi làm cái anh lớn, anh ơi có cái điều này. Thế là bạn bắt đầu, sau 5 năm bạn bắt đầu trở thành triệu phú một cách bình thường. Bạn nhận độ, bạn đi khảo sát trong 1 năm bạn nhận cho 4 doanh nghiệp như vậy. Bởi vì lúc này bạn là nhà huấn luyện, nhà tư vấn, chứ đâu bạn có phải là ngồi tại đấy đâu.
Cho nên một tuần bạn có thể xuất hiện tại doanh nghiệp đấy có 2 lần thôi. Thế là một tuần bạn đi 4 doanh nghiệp. Thế và bạn cũng chỉ tập trung vào 3 đến 6 tháng đầu thôi. Sau nó trơn rồi thì bạn lại đi lại nhận tiếp. Vậy thì bạn đã là triệu phú sau 5 năm chưa? Mà triệu phú cực kỳ chắc, chứ không phải triệu phú thiếu bền vững. Được chưa nào? Đấy, bạn cứ có 20, 30, 40% cổ phần trong các cái doanh nghiệp như vậy. Và mà nhà máy nó tự chạy, hệ thống chuỗi nó tự chạy. Đấy. Bạn khởi nghiệp từ bao nhiêu? 100. Đấy, 100 triệu hoặc 150 triệu. Nó bằng đúng một cái cửa hàng gì? Online rồi túi sách rồi là bún đậu mắm tôm. Chia sẻ. Yeah, tuyệt vời, mời chị. Ôi giời, quá hay. Chị nhận ra cái điều gì trong này nào? Ok. Được. Trời ơi, quá rồi. Hôm nay chị sẽ rất là tâm huyết với cái điều này hả? Đúng không ạ? Ừ, từ ở đây. Tuyệt vời quá chị. Rồi chị quay lại nha. Thầy chia sẻ cái này thì em thấy vô cùng là tuyệt vời. Cách đây khoảng 12 năm. Năm 2012 thì công ty em bắt đầu lâm vào một cái tình trạng khó khăn đó. Và lúc đó thì em đi tìm hết các cửa, em gặp cả Phạm Chi Lan này, em gặp cả bác Chí Thành này, rồi em vâng đấy, rồi em gặp cả anh Lộc, vâng đấy. Tôi có nghĩa là mình tìm, và sau đó thì mình vào cả doanh nghiệp của anh Chí, chị doanh nghiệp của chị Cá Ba Sa đấy ạ. Cá Ba Sa không phải là anh, tự nhiên em quên mất tên chị là chị gì, Diệu Hiền đấy, Hiền Cá Ba Sa đấy. Thì khi đó mình đi tìm cái con đường đi của mình. Cái doanh nghiệp lúc đó rất là khó khăn nhưng mà nguồn thu thì vẫn có. Có nghĩa là taxi của em vẫn thu đều này, bệnh viện của em vẫn thu đều, em có một cái bệnh viện mắt đấy. Doanh nghiệp mà phân phối hàng tiêu dùng vẫn có, vẫn bán được hàng. Tuy nhiên thì mình lâm vào một cái tình trạng rút vốn, bị rút vốn, ngân hàng rút vốn. Và lúc đó thì khó khăn vô cùng, tại vì em tham lam, em đầu tư một cái dự án là bệnh viện đa khoa dưỡng lão. Và em chết là vì đó. Đấy. Thì với một cái bối cảnh như vậy mình tìm hết cách rồi, nhưng không có một người nào, không có một người nào. Tức là đứng ra em lúc đó em chỉ cần một người thôi. Đấy. Cốt thì dù là họ có được bao nhiêu phần trăm á, trong đó thì mình cũng sẵn sàng chấp nhận, bởi vì thà để như thế còn hơn là để cho nó tan, đúng không ạ? Và trong suốt năm 2012, 2013, 2014 thì cuối cùng em mới quyết định là em toàn bộ là em tái cấu trúc lại, và em coi như em không còn cái gì hết. Mà lúc đó cái năm 2012 tính tổng tài sản của em là 230 tỷ đó, và vốn vay ngân hàng là 80 tỷ. Nhưng em bị một quả là vay tiền ngoài trả vào ngân hàng. Bị ngân hàng. Đây có vận vần, gần như là cái anh giám đốc đó anh nói với em là anh ấy, là em bỏ vào tiền và xong đó thì anh xử lý. Đúng rồi, đấy. Vâng, đấy. Và em rất là cả tin. Đó, tức là mình cũng không có một cái phòng vệ gì. Đấy, cho nên là cuối cùng là bị như vậy, và đến năm 2015 thì em quyết định là mình sẽ coi như là không còn gì. Xóa đi làm lại. Xóa đi làm lại. Đó, và lúc đó thì em gọi tất cả những người có liên quan đến quyền lợi lại và em nói là tôi còn bằng này bằng này. Tất tần tật từ tài sản riêng tư cái gì em đưa ra hết. Đấy, có nghĩa là họ không còn một cái gì gọi là nghi ngờ cái chuyện là mình để lại cái này cái kia. Đó, và kể bản thân mình cũng không để lại cái gì hết. Đó thì bắt đầu từ năm 2016 em bắt đầu làm lại. Đó thì cái câu chuyện ở đây là như này này. Thì doanh nghiệp rất là cần một người cốt, nhưng mà không có người nào xuất hiện. Đó. Và em cũng đi tìm rồi chứ không phải không tìm. Mình bản thân mình là cũng biết là nếu mà tìm được thì sẽ xử lý được, bởi vì chính bản thân mình sẽ không có làm được đâu ạ. Ví dụ chẳng hạn như là mọi người trong gia đình nhà mình mà vợ với chồng đang mâu thuẫn thì không có người thứ ba xuất hiện thì mình sẽ khó mà làm được, đúng không ạ? Đấy, thế thì cái việc lúc đó là mình phải tìm người thứ ba, nhưng tìm người thứ ba không ra. Đó, thì cái câu chuyện của em hôm nay em nghe cái hả?
À, giá mà lúc đó thầy xuất hiện thì quá là hay, đúng không ạ? Vậy cho nên là cái câu chuyện của các doanh nghiệp bây giờ ấy, nếu như mà khó khăn thì lại có rất là sẵn sàng, có những người mà sẵn sàng đứng ở đây và giúp đỡ thì quá là tuyệt vời. Vâng, xin cảm ơn. Rồi, vậy thì trong đến hôm nay đến ngày học thứ 5 rồi, chị thấy là những cái chương trình mà chị học ở NLP là chị thấy sao? Tính ứng dụng của nó và tính hiệu quả của nó ra sao? Vô cùng tuyệt vời ạ. Và không nghi ngờ gì nữa thì em đã học viên của Master khóa tới. Và một cái điều nữa em muốn nói là thực ra là công thức mà thầy đưa ra thì nếu càng biết sớm thì càng tốt, càng biết sớm càng tốt. Vì thực ra là mình cứ đi học lăng nha lăng nhăng, mình không có biết được là cái con đường đi học hành của mình nó sẽ đến đâu. Bản thân em đã là một người như vậy. Em học có những khóa là 95 triệu chuyện bình thường. Đấy, cho nên là nhưng mà cái kết quả là mình thu lại thì nó cứ chóc má, nó không có một cái con đường nào cả. Nó không có một cái gọi là cái gì nhỉ? Giống như là một cái sự liên kết ấy, đúng rồi ạ. Đấy, không có bức tranh toàn cảnh, đúng. Em nói đúng. Đấy, cho nên là đến khi mà mình học mình cứ chóc má vậy thì mình thấy ô cái chỗ này, đến lúc mà đi học cái chương trình này thấy bảo lần trước mình học cái chỗ này rồi nhưng mà nó lại thêm một tí cái gì khác. Đâu ra là nó lại cũng làm cho mình lần sau mình mất hứng với những cái khóa học tiếp theo. Đó. Vâng, xin cảm ơn thầy. Được nghe dạ. Khóa học này chị thấy sao, có đặt nghi ngờ gì không? Trước khi đi học khóa học này á thì bản thân em là khi mà nhìn thấy bạn Nhàn thay đổi. Đấy thì em thấy rất là ngạc nhiên, em đặt ở trong đầu là sao dạo này Nhàn thay đổi thế nhỉ? Đấy, vì hai chị em thì làm khác hệ thống của nhau nhưng mà Nhàn thì nhưng mà em lại chơi thân và em cũng đồng quan điểm với bạn ấy trong một số cái, cho nên là em rất là lại cũng follow theo bạn. Đấy, và khi mà bạn khác thì một hôm em gọi điện cho bạn, em bảo Nhàn ơi chị đang vướng vấn đề này. Thì khi em ngồi với bạn Nhàn thì bạn Nhàn chia sẻ thì em tiếp nhận ngay. Đó, tiếp nhận ngay và rất là nhanh chóng chuyển 100% tiền luôn, không có suy nghĩ. Độ không có đây. Đấy thì em thấy là thật sự là khi mà mình chủ yếu là khi mà em đến với khóa học này là em thấy sự thay đổi từ bạn Nhàn. Em cũng không biết thầy là ai và em cũng chưa từng học qua Zoom hay là nghe một cái video nào của thầy. Đấy, nhưng mà khi đến đây thì quả thật em thấy là vô cùng tuyệt vời và mình đã lựa chọn rất là chính xác. Wow, tuyệt vời. Cảm ơn chị. Ok, ở đây.